Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Định Trung ra mắt mô hình tổ hợp tác kinh doanh tổng hợp tại chi hội phụ nữ làng văn hóa kiểu mẫu tổ dân phố Gò Nội. Tổ hợp tác kinh doanh tổng hợp gồm 21 hội viên tham gia sinh hoạt và hiện đang kinh doanh nhiều lĩnh vực, tổ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, chịu sự lãnh đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Định Trung. Việc thành lập tổ hợp tác kinh doanh tổng hợp nhằm tập hợp liên kết những mô hình phát triển kinh tế gia đình tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ gặp gỡ chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc kinh doanh, cùng nhau hợp tác giúp nhau tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, thị trường, kỹ năng kinh doanh, quản lý, tiếp thị cũng như có thể tiếp cận được những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, quy trình và thủ tục đăng ký chứng nhận sản phẩm ô cốp, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm truyền thống địa phương, kỹ năng quảng bá kết nối thị trường, qua đó nhân rộng các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân làng văn hóa kiểu mẫu, góp phần thúc đẩy kinh tế thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố phát triển tại buổi ra mắt cán bộ hội viên phụ nữ phường định trung đã tập huấn các nội dung nâng cao kỹ năng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm giải pháp chuyển đổi số cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã